Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là trưa ngày 9 tháng 2. Trưa nay thì em lên clip cho anh em xem một top gà cháp bơ trà nha. Top này hiện tại là có 7 con nha anh em. Cái này là 3 trống, 4 mái nha. Anh em nào muốn bắt thêm trống ấy, thì em có thêm một thêm 2 con của bầy khác nữa, ghép vô là cũng hợp lý luôn ha. Tốp này lông chắp sát nha anh em, lông chắp sát, chán liền lạc nha. Nó đều 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 bằng nhau hết nha anh em. Mấy con nào mà nó nhỏ hơn là em loại ra luôn rồi đó. Em chỉ lựa những con nào nó bằng nhau thôi. Còn mấy con út đàn là em loại ra rồi. Con nào con ấy là lên tay là tốt nha, lên tay tốt, dáng gân lực. Mấy con này giá cũng như cũ nha anh em, giá 1,2 triệu một con nha. Anh em nào bắt cặp là em bao với ship luôn nha. Mấy con này ăn rất là mạnh nha anh em, dễ nuôi rồi ha. Thích hợp cho anh em nào bắt mấy con này về làm giống nha. Mấy con này mang nuôi đá luôn nha anh em. Không cần pha chế gì hết á. Mang nguyên con xuất luôn. Cái này thì em khuyến khích anh em nào bắt nguyên bầy luôn ha. Bắt nguyên bầy cho dễ ship. Dễ ship rồi sau này. Sau này thì có bắt. Có đổ ra gà con được cái giao cho em. Thì em bắt hết cho luôn nha. Tụi này thì con của bộ nọc quốc anh em. Chất lượng thì nó đều đều, nó đồng đều nhau hết nha. Ăn thua thì vẫn có, nhưng mà tỷ lệ ăn thì nó cao hơn. Mà nó lai ra thì nó không có bị mất bến. Tại vì hiện tại là mấy con này là con của bộ gốc á. Nó đá một nét giống nhau hết á, bơ trà. Bảy con tất cả ha. 4 mái, 3 trống. Cho anh em nào nuôi con hai con mang đi sút cho nó sướng đã, cho nó đã đó. Đó đầu mình mới nuôi mình cạn mình đổ tiếp tục ha. Còn nếu mà mình mà không ưng ý cái bộn của nó, anh em cứ đưa lại hết cho em cũng thu lại hết luôn. Cứ nuôi lên lớn cho em làm thu lại hết luôn. Không chừa một con nào nha. Đó là cái lời hứa của em ha. Anh em nào có mến thì alo em nha. Số điện thoại em ngay phía dưới màn hình nha anh em. 0379 486 114 nha. Con nào nhìn cũng ít nha anh em. Nó đều, nó bằng nhau. Con nào nhìn cũng đã hết. Form dáng cao ha. Rồi, chào anh em nha.